神奇的丝瓜。一、听力。第一部分。第一到五题，请选出与所听内容一致的一项。现在开始第一题。一、人还是要接地气，想归想，生活是另外一回事。要是始终追求感觉和完美会很累，有些事偶尔想想挺好，可做事还是要踏实些，该是啥样人就过啥样的日子，这样最舒服。二，在众多的连锁药店当中，有企业自身创建的，也有许多加盟的。由于数量增长过快，出现鱼目混珠的现象也在所难免。这就要求我们做好企业管理，防备出现轰轰烈烈开张，随即偃旗息鼓的局面。三，学术界可以断定，孔子是中国历史上第一个以私人身份教了大量学生的人。照传统说法，他有几千个学生，其中有几十人成为著名的思想家和学者。前一个数目无疑有夸大成分，但毫无问题的是，他是个很有影响的教师。四，近年来，世界经济形势变化多端，公司面临的各种风险与日俱增，因此适时的评估内部控制指引的适当性，并及时的予以修订，尤其必要。这既可以及时引导公司关注各种新的风险，也可以防止因指引过时而形同虚设。五，海星的苹果很有名，他们曾把该县产的红富士与中国最有名的红富士混到一起，请专家品尝，愣是弄得许多专家分不清伯仲。海星昼夜温差大，降水适中，气候条件与红富士的故乡日本富士岛非常相近，这就难怪海星富士难住了专家。好的，好，第一，有请。人要是啊，人还是要接地气啊，人还是要接地气。想归想，生活是另外一回事。要是始终追求感觉和完美，会很累。有些事偶尔想想挺好，可做事还是要踏实些。该是啥样人就过啥样的日子，这样最舒服。con người cái chữ này để em thấy nó đọc là xả, không phải đọc là xá đâu. Ai trong băng ra là xá mà thấy xá yang rấn, còn trong phiên âm thì nó là xa ra xa yang đấy. Thanh bốn là phiên âm nhưng mà băng thì nó là xá yang. Đây đây chờ chờ đi. Đệ nhất bộ phận, đệ nhất đến năm thì 请选出与所听内容一致的一项。现在开始第一题。一，人还是要接地气，想归想，生活是另外一回事。要是始终追求感觉和完美会很累，有些事偶尔想想挺好，可做事还是要踏实些，该是啥样人就该是啥样人啥样？哎呦，再念来的啥样子？那你念啥的？听见来的。不管他是绕个啥。明啊，明哥，今天你我明念咱俩啥样嘛？
Vâng, bình thường ấy thì cái từ điển nó ghi là sa yang thanh bốn, nhưng mà trong băng này mình thấy nó đọc là sa yang thì nó thường khẩu ngữ mà chắc thế. Cái này là cái từ khẩu ngữ không phải từ Vâng, chính từ thống này đâu, khẩu ngữ nó mà. là từ sấn mơ, mới là từ chính thống. Vâng, đúng rồi ạ. Sa Rồi yang là con người vẫn là lên thực tế một chút, nghĩ đi nghĩ lại thì cuộc sống lại là một cái sự việc khác. Nếu như mà từ đầu đến cuối đều mong muốn tìm kiếm cảm xúc và sự hoàn hảo thì sẽ rất là mệt mỏi. Có một số việc thi thoảng có một số việc thỉnh thoảng thì đã nghĩ tốt rồi, nhưng mà làm thì lại phải thực tế hơn một chút. Nên là người như thế nào thì sống cái cuộc sống như vậy, như thế này thì mới thoải mái. rồi. Thầy phải chữa đấy thầy nhá, học Không có đã sai đâu mà chữa. không có thầy Nhật rồi là thầy phải chữa đấy, phiên âm rồi đọc thầy phải chữa, không có đọc một mình chắc buồn ngủ, không có sức luôn ấy. Đầu to lên. Ôi dồi ôi, lại còn đọc một mình nữa, nó buồn lắm ấy. Người đẹp cố lên. Ôi thầy ơi, thầy em chỉ muốn có thầy thôi, thầy vào học thì trải trùng tua tờ lén sủ yào tiền tăng trung yếu chỉ yê chữ sân trang trang đọc yếu yếu sủ tua chia mấn đọc yếu ý ở số lượng trang trọng quốc khoai chu xiên ý rư à ý Cái mù mù quần chu tờ xiên xiang à dễ chạy sổ nán miệng chưa chiêu yêu chiếu của mình cho họ chỉ quản lý phòng bay chu xem trân trân à chu xem khung khung lia lia khai trang xoay chứ dẫn chí si cụ đó chí mẹ xoay trí, xoay trí, không phải xoay trứ, xoay trí. dẫn chí si cụ đó chí mẹ. Trong trong rất là nhiều chuỗi cửa hàng thuốc có chuỗi cửa hàng thì do doanh nghiệp bản thân doanh nghiệp tự thành lập, cũng có cái cũng có nhiều cái chuỗi cửa hàng thuốc là do nhượng quyền. Cái từ này là che mấng thì nên dịch là liên minh hay là nhượng quyền? Nhượng quyền ạ, à, đại lý nhượng quyền, gia mấn, Cũng có những cái chuỗi cửa hàng gia minh. cũng có nhiều chuỗi cửa hàng thuốc là do nhượng quyền, do số lượng tăng lên nhanh chóng nên là cái việc xuất hiện hiện tượng vàng thau lẫn lộn này thì khó tránh khỏi. Ừ. Mù khuẩn chu. Điều này yêu cầu chúng ta phải làm tốt công tác quản lý doanh nghiệp, đề phòng những cái việc khai trương quá rầm rộ. Tiếp đó thì lại đối diện với nguy cơ lụi tàn nhanh chóng. Ừ. Cái Lặng từ lẽ giáng trị si phụ. giản trí xì cụ, trí là cờ đúng không thầy? Chỉ là cờ, đúng rồi. Thế còn Diễn xì trí chi phụ. cụ Chi là thở, củ là trống. Trống đánh nhẹ đấy. chống đánh Diễn nhẹ đi xí đấy là là lụi cái tàn kia này. là yển. Yển, yển nghĩa là gì? Yển, yển nghĩa là dừng, ngừng. Ngừng đánh Ngừng cái cờ, cờ nhưng mà lại thở nhẹ đánh trống. Ý tức là ngừng rút cờ quân nhưng xong đánh đánh yên đánh lặng nhẹ chồng. ấy. À, giống kiểu chuỗi mi xuê mở ra nhiều rồi bán không được, cái lặng lẽ đóng cửa, mai là bỏ bỏ biển đấy. Là đúng rồi, nó là Mi khai xuê trương rầm rộ, sau đó thì lại đối diện với cái việc là lụi tàn nhanh chóng đúng đúng không? không? Dàn trí si cụ Ừ, biển trí xế si cụ, su chả trí tức là chơi cờ đấy, hạ cờ đấy, hạ kỳ. Xuế su sư chia có thể đoan định Khổng Tử sử Trung Quốc lịch sử sang đi ý cơ ý sư nhân thân phận cho là đa lượng xuế sinh đã nhân cho truyền thống số số pháp ta có chỉ trên cơ xuế sinh chỉ chung có chỉ sư
由几十人成为著名的思想家和学者，前个数目啊、无好友，跨大成分无疑，无疑翁疑，嗯，无疑有跨大成分，但毫无疑问的是，他是个很有影响的教师。Cái thế giới học thuật thì có thể nhận định là Khổng Tử là cái người đầu tiên của Trung Quốc dạy rất là nhiều học sinh với thân phận cá nhân. Ai ơi, nhầm với cái thế giới học thuật, cái giới học thuật. Giới học thuật. Giới học thuật có có thể nhận định là Khổng Tử là cái người đầu tiên của Trung Quốc dạy rất là nhiều học sinh trên danh nghĩa cá nhân. Theo thuyết pháp truyền thống, Khổng Tử có vài nghìn học sinh. Theo cách nói truyền thống, theo cái cách nói truyền thống thì đó là thuyết pháp cũng đúng mà. Cách nói thì nó dễ hiểu hơn đấy. Theo cách nói truyền thống, ông ấy có vài nghìn học sinh, trong đó thì vài chục người đã trở thành các nhà tư tưởng học và học giả nổi tiếng. Cái con số trước đó chắc chắn là có cường điệu một chút. Tuy nhiên, không nghi ngờ gì. Tuy nhiên, một điều chắc chắn là Khổng Tử là một giáo viên rất có ảnh hưởng. Là một người thầy. Là một người bậc thầy. Thầy. Khổng Tử là bậc thầy rất là có ảnh hưởng. Người thầy. Người thầy nó cao cả hơn đúng không? Khổng Tử là một người thầy rất là có ảnh hưởng. Chín năm lái, sự chia kinh tế chính sự biến hóa đa đoan, công sư mê lín đỡ cơ chủng phân xản ủy rư trị trị trông, là in sử, sư sử đỡ thính cụ nây bụ, không trừ trừ ịn đỡ sư đang xịn, bình chí sử đỡ, cái điều này mình hay quên nhỉ? Vì, giúp cho. Bình chí sử đỡ, 予以修订尤其必要，这既可以及时引导公司关注各种新的风险，也可以防止因指导过时而形成虚设。指引不是指导，指引。指引过时而形成虚设，指引。Vài năm gần đây, tình hình kinh tế thế giới thay đổi nhanh chóng. Các công ty thì đối diện với các cái rủi ro, các công ty thì gặp ngày càng gặp những cái rủi ro khác nhau, ngày càng gặp nhiều rủi ro. Vì vậy mà kịp thời đánh giá cái tính phù hợp của các hướng dẫn kiểm soát nội bộ và kịp thời sửa đổi. Đặc biệt thì đặc biệt là cần thiết. Điều này vừa có thể kịp thời hướng dẫn các công ty để ý đến những cái rủi các cái loại rủi ro mới, còn có thể đề phòng còn có thể ngăn đề phòng đúng không? Đề phòng cái những cái hướng dẫn này lỗi thời mà lỗi thời. Không còn hiệu quả. Cái từ xính thúng suy sửa này mình không hiểu lắm. Nó có nghĩa là nó không xính hình đồng hư thiết, tức là vô ích. À, vô ích. Cái hình nó cùng với cả cái suy suy là hư 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 vô ấy. Cái xây dựng một cách hư vô. Hư thiết à? Hình đồng hư thiết, thiết thiết theo kiến thiết là xây dựng ấy ạ. À? Suy là hư hư nghĩa là hư vô, còn thúng là đồng là cùng. Xính thúng là hình đồng, nghĩa là cái hình ảnh của nó cùng với cái sự xây nhưng mà nó cảm giác rất là mơ hồ. Là hình ảnh thì giống nhau nhưng mà không, hư là không có trống rỗng đấy, không ấy được đúng không? Hình ảnh giống nhau nhưng mà lại không thiết lập được đấy, nghĩa là như thế đúng không thầy? Đúng rồi, tức là nó không giống như cái hình mình nhìn thấy. Vâng. Đỏ một đường như ruột không, chẳng có gì, không có đó là quả. Suy sửa hư và có thể là phòng ngừa được, ví dụ như là ta có thể ghép từ miếng chẳng hạn, là suy miếng tức là háo danh,
hư hư là nó không, không đúng không? nó không không có thực tế, nó mà suy miếng, Thì là không hiệu quả cũng được, dịch ra đây hiệu quả không hiệu quả, à, đúng rồi, đơn giản là để không hiệu phòng quả việc thôi, những thúng cái xính suy hướng dẫn ở sửa. cái thời mà không còn hiệu quả. Nhiều lúc chị nói cả câu thúng xính suy sửa này lén chung của rắn thì tin Đây, của đây. Hay, câu này hay đấy. Có mấy cái gì. từ đây là thực ra là cần phải hiểu được âm Hán Việt thì nó sẽ dễ khi À, đây, đúng ý chữ. giải sư, à, đúng ý giải sư, đúng không ạ? Hải sinh là苹果很有名，他们曾把该现场的红服饰，đúng không? Phú sư đúng không? Hay富士啊，富富士，了招呀。富士啊，红富士与中国最有名的红富士混到一起，请专家品尝愣是弄得许多专家分不清伯仲。海信昭月温差大，水浆适中。气候条件与红富士的故乡日本富士岛非常相近，这就难怪海信富士难住了专家。Ừ. Cái loại loại này loại táo Fuji đúng không? Thấy loại loại táo ấy. Cái loại táo Phú Fuji sĩ ở Việt Nam ấy. Nó viết tắt không biết là là Fuji, cái loại táo đấy. Thấy. Có mấy loại táo New Zealand rồi. Loại táo này là táo Fuji. Phú Fuji. sư đó là đúng không? Fuji là một cái địa danh của Nhật Bản. Phú sĩ gì ạ? Không, nó Là phú là sĩ đấy à? nó đây là một cái loại táo nổi tiếng của Nhật Bản đấy. Chị nhớ là cái ảnh của người Nhật nó hay có cái núi Phú Sĩ đấy. Chính của thầy có hay ăn táo không? Nó có mấy loại táo hay bán Táo tàu đỏ đỏ thôi, chẳng biết đây là táo Phú đấy. Sĩ hay táo gì. Đây là táo Fuji là cái nhãn hiệu của nó, hình như mình nhớ không nhầm thì đấy là thế, mình chưa tra. Nếu nào gặp nhau phải ăn quả táo Phú Sĩ như thế nào. Táo của huyện Hải Hưng rất là nổi tiếng. Cái loại người ta thường xuyên đem cái loại táo Fuji của cái huyện này trộn lẫn với cái táo Fuji nổi tiếng nhất ở Trung Quốc để mời các chuyên gia nếm thử. Điều này làm cho nhiều chuyên gia không thể phân biệt được. Chênh lệch nhiệt độ ban ngày và ban đêm ở huyện Hải Sinh rất là lớn, lượng mưa thì vừa phải. Điều kiện khí hậu thì rất là giống với khí hậu ở đảo ở hòn đảo Phú Sĩ, Nhật Bản, quê hương của loại táo Fuji, Fuji đỏ. Điều này chẳng trách là cái loại táo Fuji của huyện Hải Hưng thì đã làm khó chuyên gia. Đây. Lịch sử sang Trung Quốc nhân khấn thảo gian Tư Bẩn Dân Cái chợ mà cái chợ mà hoa quả của Hải Hưng này ở tỉnh Chiết Giang ấy là một trong những chợ đầu mối mà phân phối hoa quả lớn nhất Đông Nam Á đấy ạ. Thầy ăn cái À, loại táo này chưa thầy? đã rồi ạ, à, cái vỏ nó bong bóng ấy mà nó hồng hồng bong bóng đấy, ăn thì nó cũng như là tức là thế này, tức là ý là ở bên cái núi Phú Sĩ ở Nhật Bản đấy, người ta trồng một cái loại táo mà cân ấy, mỗi một cân nó chỉ giá mà gọi là nó đắt như vàng ấy, thầy có hiểu ý không ạ? Ví dụ Nhật Bản nó có Dạ. một số món ví dụ như bò Kobe hoặc là cái loại nho, thầy đã hiểu, thầy đã từng nghe một chùm nho có 10 quả mà bán hàng mấy nghìn đô ấy, với cả táo hồng của núi Phú Sĩ này là một trong những đặc sản ấy, mà bán gọi là đắt như vàng ấy. Nhưng khi Hiểu mà người ta để cái táo Phú Sĩ này với cả cái táo ở cái chỗ mà ở Gia Hưng này này, ở Hải Hưng rồi. này này thì ăn nó gần giống như nhau, cái ý của nó cái ảnh Trung Quốc là nó gớm lắm, cái nó tựa như Nó kiểu giới là cứ thiệu thì nhỉ? cứ có thiên hạ có cái gì là tao có cái đấy hết ấy mà. Vâng. Đúng rồi. Đúng. Chợ Hải Hưng nhá, à, chợ Hải Hưng thầy phải nhớ là chợ Hải Hưng là nằm ở tỉnh Chiết Giang, là một trong những chợ trung tâm đầu mối phân phối hoa quả lớn nhất Đông Nam Á. À, Đi học mấy đấy nước.
chị ra phần 2 nhé. Thế là lúc nào nhất định phải thử cái ba cái ca cái Ý thể định, ý định. Nhật vừa nói thế. Sự sáng ấy chả. Chưa chẳng ý gì à? À, hải hải sinh đờ phú thảo à, không Đấy. sự hải sinh đờ Cái bình minh quả, à, Nhật Bản đờ phú thảo hứa Nhật Bản đờ cái quả cái này mà quả nó đỏ, mai cái quả này nó đỏ, nó hồng hồng mà da nó mịn, mà nó hồng 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 như là cái màu hồng của mình ấy, bày à. lên thì chủ yếu là bày lễ thì rất là đẹp thôi, nhưng mà nó có một cái đặc điểm là nói vụng thôi, không ai dám, đây có nói thật chứ để 2-3 tháng chả thối gì chứ có ai dám ăn. Sợ nhỉ Hiểu nhau, hiểu hiểu bảo quản nhau, bảo quản nhau chị. đấy giống như nho ấy, sang mình sợ Đấy, phú thảo thì cứ xin chi mới hiểu phú6道10题，请选出正确答案。现在开始第6道10题。第6道10题是根据下面一段采访。各位听众朋友，晚上好！今天我们非常荣幸地请到毅力资源集团董事长王文彪先生做客本台。您能不能先简单介绍一下您的经历？我生于沙漠，长于沙漠，每日所见都是漫漫黄沙，这是我29岁前的生活。挑战沙漠，改造沙漠，把死亡之海变成沙漠绿洲，这是我现在和以后的目标。您开始从事治沙这项工作以来，最困难的是什么时候？1988年，我作为沙漠盐场厂长走马上任，盐场生产蒸蒸日上，却因为黄沙堵路，盐产品经常运不出去，我们的盐场不得不先修公路。沙漠公路不比咱们一般的公路，要解决流沙覆盖公路的问题。65公里的沙漠公路一修就是3年，我们经历了一次又一次的失败，被流沙搞得焦头烂额。你们是在失败和奋斗中趟出了一条科学治沙之路。是啊，我们走了很多弯路，深深地感到要想治沙，前提是科学，是技术。比如，我们通过飞播技术，在打好的格子上种草，等生长出来的草控制住沙丘，再大面积种植沙柳和杨树，这些改善沙漠生态的办法都是从实践中探索出来的，否则你一棵树也种不出来。听说您还获得了联合国环境与发展大奖，您所在的库布齐沙漠已经变得生机勃勃，沙漠经济也搞得有声有色。库布齐沙漠是中国第7大沙漠，总面积1.86万平方公里，我们通过28年的坚守，创造了6000多平方公里沙漠绿洲。如今，我们要向沙漠要效益，发展沙漠经济，把生态当生意做，把保护生态变成一项可持续发展的事业。28年是一个漫长的过程，现在你已经被业内看作是我国生态产业的领军人物了，您感受如何？沙漠治理、保护生态不是一个人的事业，也不是一朝一夕的事情，它需要成千上万的人共同奋斗，需要更多的人把最美好、最青春的年华献给沙漠。六，男的29岁前的生活，下列哪项正确？七，1988年发生了什么事情？八，为了在沙漠中种树，人们做了哪些努力？九，关于库布齐沙漠，下列哪项正确？十，男的有什么感受？
沙漠，沙漠，沙漠的问题。各位听众朋友，晚上好。今天我们非常荣幸的请到伊利资源集团董事长王文彪先生做客本台。您能不能先简单介绍一下您的经历？我生于沙漠，长于沙漠，每日所见都是漫长沙漠，漫漫黄沙。这是我29岁前的生活，挑战沙漠，改造沙漠，把死亡之海变成沙漠绿洲，这是我现在和以后的目标。您开始从事治沙这项工作以来，最困难的是什么时候？1988年，我作为沙漠盐场长走马上任，盐场生产蒸蒸日上，却因为黄沙堵路，盐产品经常运不出去，我们的盐场不得不先修公路，沙漠公路不比我们一般公路啊，沙漠公路不比咱们一般的公路，要解决流沙覆盖公路的问题。65公里的沙漠公路一修就是3年，我们经历了一次又一次失败，被流沙搞得焦头烂额。你们是在失败和奋斗中闯出了一条科学之路。是啊，我们走了很多弯路，深深的感到要想治沙，前提是科学，是技术。比如我们通过飞波技术，在打好的鸽子上种草，等生长出来的草控制住沙球，在大面积种植沙柳和杨树。这些改善沙漠生态的办法，都是从实践中探索出来的，否则你一棵树也种不出来。听说您还获得了联合国环境与发展大奖，您所在的库布齐沙漠已经变得生机勃勃，沙漠经济也搞得有声有色。库布齐沙漠是中国第七大沙漠，总面积1.86万平方公里。我们通过28年的坚守，创造了6000多平方公里沙漠绿洲。如今我们要向沙漠要效益，发展沙漠经济，把生态当生意做，把保护生态变成一项可持续发展的事业。28年是个漫长的过程，现在您已经被市内看作是我国生态业内被业内现在您已经被业内看作是我国生态产业的领军人物了，您感受如何？沙漠治理保护生态不是一个人的事业，也是一朝一夕的事情，也不是一朝一夕的事情，它需要成千上万的人共同奋斗，需要更多的人把最美好、最青春的年华献给沙漠。对。那个梦。Bài này đúng là cuộc phỏng vấn này. Xin chào quý vị và các bạn. Hôm nay chúng tôi rất là vinh dự khi mà mời đến ông Vương Văn Tiêu, Chủ tịch Tập đoàn Tài nguyên Ước Lợi, đến làm khách.
trong chương trình hôm nay. Ông có thể, đầu tiên ông có thể giới thiệu vắn tắt một chút về trải nghiệm của ông được không? Chinh lý ở đây dịch là trải nghiệm thì cũng hợp lý rồi Đúng nhỉ? rồi, trải nghiệm chuyến đi. Trải nghiệm thì hợp lý hơn. Tôi sinh ra ở sa mạc, lớn lên cũng ở sa mạc. Mỗi ngày đều nhìn thấy những bãi cát trải dài vô tận. Đó là đây là cuộc sống của tôi trước năm 29 tuổi. Theo tra là thách thức à? Thách Thế thức thức với sa mạc. sa mạc, cải tạo sa mạc, biến cái biển chết trở thành ốc đảo sa mạc. Đây là cái Mạc mục tiêu. xanh, Thủy Châu, Lục Châu. Ốc đảo sa mạc xanh. Đây là mục tiêu của tôi hiện nay và sau này. Khi mới bắt đầu làm cái công việc kiểm soát việc khi mới bắt đầu làm cái công việc kiểm soát sa mạc hóa cho tới nay thì cái khó khăn thời điểm nào là ông gặp khó khăn nhất? Năm 1988 tôi trở thành giám đốc của nhà máy sản xuất muối sa mạc. Cái việc buôn bán của nhà máy sản xuất muối đang ngày càng phát triển thì lại lại do là cái cát hoàng khoáng sa là cát à thầy Hoàng Sa cát vàng, cát vàng làm nhưng mà hình như Hoàng Sa đây là tỉnh Hoàng Sa giao nhỉ, không thầy ơi đây là danh từ ấy khoáng sa là cát vàng đấy vàng cát ở trên ấy đấy ạ cát ở trên sa mạc đấy nó bị chứ nó tắc, không phải là tủ tủ lợn lù tắc bình thường đường. này đó là bởi vì cát vàng làm tắc đường có nghĩa là cái cát nó không cho làm cho cản trở giao thông ấy thầy vận chuyển Rồi. muối à cát vàng chặn đường chứ tủ lù ở đây dịch Đường. là chặn Đúng đường rồi, cái sản phẩm muối thì thường xuyên là không thể vận chuyển sản ra phẩm ngoài được. muối thì không thể vận chuyển đi được nhà máy sản xuất muối của chúng tôi thì đành phải Sửa đường trước, sửa đường siêu trước. là sửa, tu tu công lộ. Đầu tiên thì nhà máy sản xuất muối của chúng tôi phải sửa đường trước. Đường ở trên sa mạc thì không giống với đường quốc lộ thông thường. Cần phải giải quyết vấn đề liếu sa này là cát chảy hay là cát bồi đấy. Cát Cái chảy. Liếu sa là cát chảy. Cần phải giải quyết vấn cát đề chảy bao cát phủ chảy bao phủ lên đường. lớp uốn đường Cái đường con đường sa mạc dài 56 km sửa sửa cái con đường sa mạc dài lần nào sửa 56 km cũng là mất 3 thì năm. mất 3 năm. Sửa con đường sa mạc dài 56 km thì mất 3 năm. Chúng tôi đã trải qua hết thất bại này đến thất bại khác. Và cái vấn đề cát chảy xuống đường làm cho chúng tôi đau đầu. Đầu bù tóc rối làm cho chúng tôi đầu bù tóc rối treo thấu lan ứa trong đấu tranh và thất bại thì đã tìm bạn đã tìm ra được à ông đã tìm ra được cái con đường khoa học để chống sa mạc hóa đúng không? Đúng rồi chúng tôi đã đi rất là nhiều con đường vòng à con đường tắt con đường Đường vòng đường vòng đường đường vòng vòng tôi đã đi rất nhiều con đường vòng cảm nhận sâu sắc được là muốn chống sa mạc hóa thì điều đầu tiên phải là khoa học và kỹ thuật ví dụ như là chúng tôi đã thông qua cái kỹ thuật gieo hạt bằng máy bay đã trồng cỏ ở trên những cái ô tá hỏi là trồng cỏ trên những cái ô định trước những cái loại cỏ mà lớn lên ấy loại cỏ lớn lên thì đã khống chế được những cái đồi cát diện trên một cái diện tích lớn trồng
Sa liễu là cây gì đấy thầy? liễu, Cây cái liễu ở trên, liễu ở trên cát. Ừ. cây liễu ở trên cát Liễu và cát. cây dương. Trên diện tích lớn đã trồng những cây liễu và cây dương. À, Nó vía giống đến với cái cây ở trong phim Thượng Đế cũng phải sợ ấy, hay cái gì đấy. cây trồng trên Thượng cam Thượng Đế cũng phải cười ấy. những Nhớ chiếc cái xe phim đấy, đâu. Ừ. cây Quay ở liễu, sa mạc. cây dương. À, cái biện pháp mà cải tạo sinh thái sa mạc này đều được nghĩ ra từ trong thực tiễn. Nếu không thì bạn sẽ không có cách nào để trồng được một cái cây nào cả. Nghe nói là ông đã từng nhận giải môi trường và phát triển của Liên Hợp Quốc, nhận giải về môi trường và phát triển của Liên Hợp Quốc đúng không? À, nghe nói là ông đã từng nhận giải lớn về giải thưởng môi trường và phát triển của Liên Hợp Quốc. Cái sa mạc này tên là gì đấy thầy ơi? Thầy trao với khu bố trí. Khu bưu trí, cái tên nó là cái gì? Khu bưu trí nó ghi là khu bưu chi sa, khô bố tề sa, khô bố tề Sao nó Hán sa. Việt à? Nó có tên tiếng Anh ấy thầy ạ. À? Tên tiếng Anh Hoặc là tên tiếng Trung cũng được. Khu bố trí. tên tiếng Trung là Tiếng khố Trung bố tề sa. thì lại dịch ra tên Hán Việt à? Khố bố tề à? Khố bố tề sa rồi Khu mới bố tề làm thôi nào, thầy ơi. Sa mua là sa mạc rồi thì đúng nó dịch rồi, khố tề bố thôi. tề, khố sa là cát, Nó có tên tiếng Anh ấy chắc là có đấy. Thì, tên tiếng Nga, đây tiếng Nga là thì không đọc được. Kubuchi dessert, tóm lại là Ku thầy đọc tiếng Anh. Kubu Qi, À, đây là sa mạc của Nga thầy. tiếng Nga của Nga không phải của Anh đâu mà có tiếng Anh. À, vâng, thế thầy Ủa, cứ đọc cái sao sa đọc mạc của Nga đi ạ. À? Tên nó là gì ạ? Kubuchi. Kubuchi. Kubuchi hay Ờ, Kubuchi? ku 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 cao ku chơi chi Rồi, Kubuchi. Kubuchi Rồi. À, nhưng cái mà sa mạc khó thế. Kubuchi, đây là sa mạc của Nga đúng không? Sa mạc Đây. Kubuchi mà ông đã từng ở đã thay đổi đầy sức sống cái kinh tế của kinh tế phát triển kinh tế ở sa mạc cũng có cũng đang rất là phát triển. Phát triển kinh tế của sa mạc cũng đang có nhiều màu sắc. Ô thầy ơi, nó là Trung Quốc ti ta sa mạc, nó là Trung Quốc. Thế nhưng mà Đây nó này. ghi tiếng tiếng Nga, Không, trên mạng nó ghi tiếng Nga mà. cái này là của Trung Quốc này. Khu bố trí sa mạc là Trung Quốc ti chi ta sa mạc. Nhưng mà ở Trung Quốc có phải có mỗi nói mỗi tiếng Trung đâu. Trung Nhưng mà Quốc nó đất bảo nó là rộng. của Trung Quốc. Nhiều cái nó giáp danh ấy thì nó vẫn nói tiếng Nga mà. Đến 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 đến, đến Trung Quốc nó còn nói tiếng đạo Hồi ấy chứ không phải nói Thể không nó phải có nói thể mỗi. là nó có nhiều vùng nhưng mà ở đây nó nói rõ này, cái sa mạc Kubuchi này, cái sa mạc này thì là cái sa mạc lớn thứ bảy ở Trung Quốc này. Ừ. Nhưng mà tiếng ở đây là dùng tiếng Nga nhé, chứ khu vực này dùng tiếng Nga đấy. Trung Quốc nó chiếm nhiều nơi mà. À. Alo. À, Vâng, thầy ơi. và em vừa gửi cái video liên quan đến cái sa mạc đấy ở trên nhóm của mình đấy. Vâng. Này rồi. Này thầy Thọ Cái nói này đúng đấy, tìm bởi ra vì là Google là nó ra mà thầy. ông Mai thầy Thọ nói đúng rồi, bởi vì nói cái Trung Quốc cái năm kia nó cứ nhận vơ thì chứ còn đâu là ví dụ như một số những cái vùng Tân Cương hoặc là Nội Mông ấy, yếu Vâng. tố Trung Quốc người ta ít lắm. Vâng. Bọn này vớ Sang vẩn Trung nhỉ. Quốc, sang Trung Quốc nhưng mà nhìn nhìn người Trung Quốc mà lại cứ tưởng người Tây đi bán đậu phụ ngoài đường thì đấy là À, cái ví dụ như người bây giờ là Mai, Kazakhstan. ví dụ bây giờ có một số những cái diễn viên rất nổi tiếng mà người ta xuất phát từ ở Trung Quốc đấy, ví dụ như là à, người ta xuất phát từ những cái vùng mà mang rất ít cái yếu tố của Trung Quốc ấy mà người ta phát cuồng cái vẻ đẹp của các cô ấy. Ví dụ như là Cổ Lực La Chát vậy ạ. Vâng. Thì em nghĩ là cũng có thể nhưng mà mình cần về nếu mà mình cần dịch ấy thì mình nên tìm hiểu xem là tên tên của nó là gì chứ không nên dịch gì ấy.
mình cần tìm hiểu cái tên của nó ấy. Thế còn Tên nó bằng tiếng Nga, vâng, tên là tiếng Nga và mà. tóm lại thành cái treo hồ trên tiếng Nga là đúng. Nó bằng tiếng Nga, không đọc, nhưng mà không đọc tiếng Nga thì nó sao mà đọc. Vâng, Cu Chi đi này, Không, cái sa mạc Cu Chi là sa mạc lớn thứ bảy ở Trung Quốc, tổng diện tích là 1,86, à tổng diện tích là 1.860.000 km, à gì mà kinh khủng này, km vuông này, đúng, đúng rồi, làm nào. 1.860.000 km vuông. À, chúng tôi đã phải mất 28 năm để xây dựng cái ốc đảo sa mạc xanh có diện tích hơn 6.000 km vuông. Hiện nay thì chúng tôi đã có được cái hiệu quả và lợi ích từ sa mạc, phát triển kinh tế sa mạc, coi sinh thái là hoạt động kinh doanh, coi việc bảo vệ sinh thái là cái cam kết trong phát triển bền vững. 28 năm là một cái quá trình dài dằng dặc. Hiện nay thì ông đã được những người ở trong ngành coi là người dẫn, người đi Lãnh đầu đạo chỉ huy, trong để cầm quân đấy, Liển người Chuyên là người người cầm dẫn quân. đầu, người dẫn đầu trong công nghiệp sinh thái của đất nước chúng ta. Ông cảm thấy thế nào? Quản lý sa mạc, bảo vệ sinh thái sa mạc không phải là việc của một người, nó cũng không phải là việc của một sớm một chiều, nó cần rất là hàng hàng nghìn hàng vạn người cùng đấu tranh, cần nhiều người hơn nữa đem cái những năm tháng dùng những năm tháng thanh xuân đẹp nhất, thanh xuân đẹp nhất để dành tặng cho sa mạc. À, cái câu mà chư lý bao gồm có là trị, tức là trị và xử lý đấy, tức là đấy, thì nếu mà mình hiểu được cái nghĩa nghĩa của tiếng Hán nó sẽ rộng hơn thầy nhỉ, chứ không phải Đúng là rồi, quản, tức là quản lý, trị nó, tức là thống nó trị khắc và nghiệt quản lý. như thế, tức là nó khắc nghiệt như thế mà mình trị được cái khắc nghiệt ấy, Đúng xong rồi ạ. đó là từ cái khắc nghiệt ấy mình quản lý nó để lấy độc trị độc đấy. Và Cái này đúng nó là hai động từ gộp lại nói tắt có thể ạ, xử chư lý, chư hứa quán lý đấy. hùng hùng chữ chú lý được, nhiều nhiều cụm từ ghép, cái này là Sao lại thùng chữ quán chư thì lý, nó đi với hùng từ chư xa thế chữ ạ? lý, Thế chữ ạ, lý là viết cái tắt từ là chư ở cụm đây từ là ấy, thì nó là cái từ chư xa, là kiểm soát sa mạc hóa, thì nó là cái đấy, từ đấy đấy, chư đấy xa. chữ chữ có nghĩa là kiểm soát đấy, Vâng, bằng lý là có xử hai cái lý. Và từ từ ở trong này, nó có từ chư xa, nó nhắc đi nhắc lại mấy lần này. Lỷ là quán lỷ, và thì là quản lý chú lý quản lý cũng và được. kiểm soát sa mạc đấy, đồng ý. Không, mình thì hiểu được cái bối cảnh, ví dụ như là khi mà cái sa mạc hóa toàn cầu nó nhanh quá đi, hoặc là cái sa mạc hóa nó nhanh quá đi, các cồn cát nó cứ lấn dần và nó sẽ mất cái diện tích của cái bình nguyên hoặc là cái đồng bằng đi, thì là người ta sẽ dùng cái cách là ví dụ như là trồng cây xanh này, hoặc là có những cái tác động xử lý, ví dụ làm các ốc đảo xanh ấy, nhằm là kèo là rút ngắn, hoặc là sẽ giảm bớt cái quá trình sa mạc hóa đấy. Mình phải xem cái bộ phim tài liệu thì mình sẽ hiểu hiểu được cái phỏng vấn này ngay, phải có hiểu ý không ạ? Ví dụ như là bên phía Trung Đông ấy, bọn nó còn phun cả dầu lên để bao phủ trên cát đấy thầy, để tránh sa mạc hóa đấy ạ. Bọn nó còn giàu thế cơ mà, và nó còn thừa giàu đến thế cơ mà. Được rồi, mình đổ xăng nhiều có mà đi đi này. Vâng, trực tiếp đấy ạ. Chưa nốt cái phần này đi thầy. Liệu nán đờ ơ sứ chiểu liệu à nán đờ ơ sứ chiểu xuôi chén đờ sông hố xe liền nào trang trông chuệ. Người nam chờ cuộc sống của người nam trước năm 20 tuổi, thì câu nào dưới đây là đúng? Liệu sông tràn dài sa mô chung, đó là sinh sống, sinh ra và lớn lên ở trên sa mạc. 1933 nén pha sơn là số mà sơ chín, năm 1988 thì đã xảy ra vấn đề gì? TCA, nám tờ tăng là nhán trạng tờ, trắng trọng. Người nam đã
trở thành giám đốc của nhà máy sản xuất muối. 3. Quay là trại sa mô trung trung sủ, rấn mân chua là nà xe nổ lì. Vì là để trồng cây trên sa mạc thì mọi người đã nỗ lực như thế nào? Đã thể hiện nỗ lực như thế nào? Ti ba. A. Bố pa sư bại. Bố bố pa À, sư sư bại. bại, Nỗ sư lực không bại. sợ. Là không sợ thất bại. Nỗ lực để tìm tòi. Quan nhủy khu bu chí sa mua xe lia nhà trang trông trẻ liên quan đến cái sa mạc Kupuchi, câu nào dưới đây là đúng? Sau mua cải tạo khẩn trang chống sẹo thì cái việc cải tạo sa mạc đã cho thấy hiệu quả rõ rệt. Nam đã nhiều mà cảm受, người nam thì cảm thấy thế nào? B. Bảo hộ sinh thái sư trắng chi rân u, đó là việc bảo vệ sinh thái thì là cái nhiệm vụ sẽ mất thời gian dài.第三部分，第十一到十七题，请选出正确答案。现在开始第十一到十三题。第十一到十三题是根据下面一段话：中药主要由植物药、动物药和矿物药组成。植物药指植物的根、茎、叶、果。动物药包括动物的内脏、皮、骨、器官等。因植物药占中药的大多数，所以中药也称中草药。中国是中草药的发源地。目前中国大约有12000种药用植物。中药应用理论比较独特，讲究四气五味。四气又称四性，是指药性的寒、热、温。凉，五味指药物的辛、酸、甘、苦、咸。中草药的气、味不同，针对的病症也各异。中草药的应用形式多种多样，有用药物加水煎熟后去渣留汁而成的汤剂，还有制成了成药的丸剂、膏剂、片剂、冲剂、注射剂等等。很多患者偏爱中成药，认为服用方便，不像汤药，煎制过程太麻烦。但是从治疗的角度来讲，汤剂却是更好的。因为中医强调个体化治疗，并随时根据病情的变化调整药物的搭配，因此汤剂更易取得最佳疗效。十一，为什么中药又叫中草药？十二，关于四气五味，可以知道什么？十三，根据这段话，可以知道什么？第十四到十七题是根据下面一段话。1999年，中国就有了太空蔬菜的报道。那时所谓的太空蔬菜，是指将植物种子搭载飞船飞越太空，重返地球后，再经过农业专家培育种植出的蔬菜。严格来讲，它们仍然是地球上生长的蔬菜。实验的目的是检测种子经过太空失重、缺氧等特殊环境变化后，内部结构是否会发生畸变。实验证明，这种种子种出的太空蔬菜的维生素含量高于普通蔬菜，对人体有益的微量元素含量也有所提高。2015年，太空蔬菜又一次成为新闻报道的热点。这次所说的太空蔬菜与前次提到的不同，是将种子带到太空中，由生活在国际空间站的宇航员在太空微重力环境下种植而成的。它标志着该空间站蔬菜培育实验取得了阶段性的成功。
也可看作是载人飞船在前往火星的行程中又迈出了重要一步。太空种植食材长期而言，将能很好地解决长途太空旅行无法供给新鲜食物的难题。短期而言，能起到降低成本的作用，因为当前每运送1公斤食物到国际空间站要花费近14万元人民币，所以 通常运送的都是些高热量并能长期存放的食品，新鲜食物，尤其是蔬菜水果，非常有限。14，1999年太空蔬菜的概念是什么？15， 把种子带上太空的目的是什么？16， 2015年太空蔬菜的概念是什么？ 17， 根据这段话，可以知道什么？那有请中药只是由植物药、动物药和矿物药组成。 Hello。 OK， 老师。 呵呵呵。 中药主要由植物药、动物药和矿物药组成。 主要指植物的根、茎、叶、果。动物药包括动物的内脏、皮、骨、器官等。 因主要占中药的大多数，所以中药也称 中草药，中国是中草药的发源地。目前，中国大约有12000种药用植物。中药应用理论比较独特，讲究四季五味。四季又称四性，是指药性的寒、热、温、凉。五味指 药物的辛、酸、甘、苦、咸。中草药的气味不同，针对的病症也各异。中草药的应用形式多种多样，有用药物加水来煎熟后去渣流汁而形成的汤剂，还有制成了 还有制成了成药的丸剂、膏剂、片剂、冲剂、注射剂等等。很多患者偏爱中成药，认为服用方便，认为服用方便不像汤药 煎制过程太麻烦，但是从治疗的角度来讲，汤剂却是更好的，因为中医强调个体化治疗，并随时根据病情的变化调整药物的搭配，因此汤剂更易取得最佳疗效。 Trung y ở đây là dịch đông y hay là thuốc đông y? Trung y, cứ dịch là trung y đi, Trung trung y y không? là Thầy. Thuốc đông đông y. y, đông y là kiểu tiếng Việt của mình, Vâng, nhưng dịch tiếng mà Việt. thuốc cái là Trung thuốc, thuốc y này là là thuốc y học Trung Quốc á. Trung tính y là là y thuộc học cái Trung dạng Quốc thuốc á. sắc thuốc người ta gọi là trung药, tiếng Việt nó hay gọi là đông y, nhưng mà cứ gọi là trung y cũng được, không không ảnh Nó gọi hưởng gì đông đâu. y thầy, đông y hay là gọi là y học cổ truyền cũng được. Trung dược cũng được.
Âm Hán Việt là trung dược, tôi nói là trung dược, không phải mình giải thích cho người ta Ừ, mà. trung dược âm Hán Nó Việt là nhưng mà một tiếng Việt của mình thì mình nên ấy, trung d药nó là thuốc đông y thế ạ. À? thì đương nhiên là thuốc đông y ai cũng hiểu là thuốc đông y, nhưng mà Thôi thì dịch thuốc đông y cho nó dễ hiểu. không ạ, mình dịch ở đây là theo cái văn cảnh của Trung Quốc, mình phải dịch chính xác của nó là trung dược. Còn thầy Trung ơi, dược thầy vâng, là còn trung Mai ơi, dược đúng hơn. bằng trung y của người ta thì có rất nhiều các thứ khác nhau nhé, bao gồm châm cứu này, thuốc này, vật lý trị liệu này, các cái thứ liên quan đến các cái thuốc thuốc và phương pháp điều trị bệnh đấy, thì gọi là trung y đấy. Còn đâu rằng là còn đâu cái thuốc mà trung dược đấy, tức là cái thuốc của Trung Quốc ấy mà sang bên mình ấy gọi là đông y đấy, cả nhà có hiểu, gọi là thuốc bắc ấy, còn nhà ví À, dụ vâng. gọi là thuốc bắc hoặc là thuốc Đấy. bắc tức Khi mà người ta hay nói là của chư trung yào, nỉ chư trung yào hay sự chư à nỉ khơ trung yào. À không sự, trung yào chư chư ở trung yào hay chư chi trung yào yào hay sự khơ trung chư, yào hay sự chư si yào. mình dịch ra thì là nó Không. sẽ ví dụ như là Không, trung có trung thuốc người ta không nói là khưa, mà người ta phú, phú yào, phục. Phú, À, phú phú nhưng yao. mà phú Nhưng thần. mà ví dụ như cái thuốc đông y ấy, thì người Trung trung yao thì người Trung Quốc sẽ dùng là khưa trung yao, còn si yao thì Phú là phú. chư si yao. Cậu phú ấy, thuốc mà dạng lỏng ấy, người ta đọc là phú. Khẩu phú ấy, khẩu phục ấy, tức là uống. Thế còn cái thuốc viên ấy, người ta dùng là từ chư, chư yao, thuốc viên. Trong Mình bài người thấy ta không có đấy, à, mình mình đọc thấy mình ở thấy một là số các có. bang người ta dùng khưa đấy phải ạ. À. Khưa là uống thuốc đông y thôi, uống thuốc Em sợi. hiểu, em hiểu, nhưng mà trong trong cái quảng cáo thuốc thì không thấy nó nói khưa bao giờ đâu, toàn nói phú hết. Cái khẩu ngữ Suốt người ta dùng. ngày xem tivi nó có quảng cáo thuốc mà, Vâng. nó quảng cáo mà nó vã vào Nhưng đầu nhưng mà mà là không thuộc cái đấy, xem cái một chân lúc rồi thấy à, chúng ta ở đây là trung trung dược nhé, cứ cứ để à, nguyên tưởng nó đúng tưởng hơn. đây là thuốc của Trung Quốc đúng không thầy? À, thuốc của Vâng. Trung Quốc Cái thảo dược của Trung Quốc. đấy, còn trung y đi thì nó nhiều thứ lắm. Vâng. À, trung dược chủ yếu là các cái loại thuốc thực vật, Thực vật, thuốc động vật và thuốc khoáng. động vật, động Thuốc thực vật, vật là chỉ cái loại rễ, thân cây, lá, quả của cây của thực vật. Thuốc động vật thì bao gồm các cái cơ quan như là nội tạng, da, xương. Vì là thuốc thực vật chiếm phần lớn trong trung dược, trong khí các loại thuốc trung dược có một nên cái nữa là khí quan nữa, chi quan là các cơ quan ấy thầy, các cơ quan như là này, các ừ, bộ phận ấy, các bộ phận, có bộ phận nữa. như là nội tạng, da. Bộ phận đây nó là danh từ bao gồm đấy, các bộ phận như là nội tạng này, da này, xương này. À, bởi Đúng rồi. vì là thuốc thực vật thì chiếm đại đa số trong các loại thuốc trung dược. Vì vậy mà trung dược còn gọi là thuốc thảo dược. Trung chảo dầu này là thuốc thảo dược. Trung thảo dược gọi là À, thuốc trung thảo dược. ở Trung Quốc là cái nơi nơi khởi nguồn của thuốc thảo dược. À, trước đây Trung Quốc có khoảng 12.000 loại cây thảo dược. Cái lý thuyết ứng dụng mà trung dược rất là đặc biệt, chú ý đến tứ khí ngũ vị. Tứ khí được còn được gọi là tứ tính, là chỉ tính hàn, tính nhiệt, tính ôn, lén là tính mát của dược Dược tính. tính Ngũ vị là chỉ cay, ngũ vị là chỉ các vị cay, chua, ngọt, đắng, mặn của các vị thuốc. Khí và vị của thuốc thảo dược khác trung nhau thảo dược. thuốc thảo dược khác nhau thì sẽ chứa các cái bệnh khác nhau.
Việc sử dụng thuốc thảo dược cũng rất là đa dạng. Những cái loại thuốc thảo dược có ích, những cái Yao U là những cái thảo dược có ích, những cái thảo dược có những cái thảo dược thì Không phải khi thảo mà dược đâu. Thảo là Yao U, cỏ. Đây Yao là U dược nghĩa vật. này, Dược vật. dược vật, ai dược dược vật thấy, dược Không, vật nhiều nhưng cái đâu nó phải không là phải các vị thuốc là đâu. cây cỏ. Nó không phải là cây Rồi, cỏ, nó là... đây là các vị thuốc Yao U. Không, Các mình cứ dùng âm Hán Việt bình thường. Có ngại gì âm Hán Việt đâu. Nó... Tính cái đặc đặc thù âm Hán Việt, cái tính bao quát nó rất dược là lớn. Ừ, dược vật, cứ nói là dược vật bình tấn thường. rồi, các vị thuốc được không? Dược vật có lợi thì dược vật có tính chữa bệnh. Khi mà cho nước vào sắc, sau khi cho nước vào sắc, lọc cạn ra, giữ lại nước và tạo thành thuốc sắc. Còn có thể chế thành các loại thuốc như là thuốc viên, thuốc cao, thuốc viên nén, thuốc bột, thuốc tiêm, vân vân. Rất là nhiều người bệnh ưa thích dùng thuốc đông y, cho rằng việc sử dụng rất là thuận lợi, không giống như là thang nhỏ là thuốc thang đúng không? Ừ, dân với phú dụng phang biển, tức là cho rằng là uống thì tương đối là thuận tiện, Và phú dụng này là uống ấy này. phú dụng là uống tương đối thuận tiện, không giống như Không là giống như là thuốc 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 theo thang. Thuốc thang. theo Và không thang là giống cái như thuốc là mà thuốc mình thang, gọi gói cái tờ giấy thuốc bốc xi thang, măng không giống như là mình thuốc bốc thang. Cái công đoạn, cái quá trình sắc thuốc thì rất là phiền phức, làm. phức tạp. Vì vậy mà từ góc độ trị bệnh mà nói thì thuốc sắc vẫn là tốt hơn, bởi vì là y học cổ truyền thì coi trọng việc điều trị cá nhân, đồng thời kịp thời điều chỉnh, phối hợp các cái loại, phối hợp các cái vị thuốc theo cái diễn biến của bệnh tật. Vì vậy mà thuốc sắc dễ có được cái hiệu quả trị bệnh tốt nhất. Đây, suy cha, Và tóm sáu lại triệu. đi sử y. Vì sao mà trung yào yêu yêu chọn trung thảo yào? Tại sao trung dược lại gọi là thuốc thảo dược? Si trung yào trung ta bộ phận với chú yào, đó là trong thuốc trung dược thì phần lớn đều là thuốc thực vật. Quan ý sư chi ủ ấy khi cho tao mà liên quan đến tứ khí ngũ vị thì có thể biết được điều gì? Chi wei bu thống tờ yào, chi wei bu thống tờ yào, chư bu thống tờ bình. Đó là những cái thuốc mà có khí và vị khác nhau thì trị các loại bệnh khác nhau. Cần chi chu tan khoa kỳ chu tao sớm mà. Theo cái đoạn văn trên thì có thể biết được điều gì? Thang chi khở xuế sớ chân tuy, binh rấn chính khoang theo trọng. Đó là thuốc thang thì có thể điều chỉnh theo cái tình hình bệnh tật của người bệnh. Ừ. Đây có thể là từ chi là thuốc này, bằng cả từ dao này. Chỉ vào Chi cũng là thuốc nhé. chẳng ai người ta dùng ngay trong văn nói mà dùng nghèo không thầy ạ. Không đi phiên dịch nó nói chi nghĩa là thuốc thì nhiều biết là chi là thuốc nhé. Bọn phiên dịch nó chẳng bao giờ nói câu này đâu thầy ạ. Đi dịch chắc là phải dịch chuyên ngành nó mới có từ chi này được, nó phải Rồi, có thì tên chuyên ngành là nó chuyên ngành có nó xuất hiện từ này thôi. chỉ thang. Thứ nhất là vấn Việt của nó là tễ, tễ dịch Thang là tễ nước, cái thang nhau là chắc là thuốc sắc rồi, thuốc nước à, thuốc nước thì người ta bảo là thuốc đấy. sắc. Thuốc thang. Thang chỉ Sảo chưa yêu tôi thân thị khó họ. sao chứ giao thật sự pin là cũng chỉ giao cũng chỉ à. Ai yêu yêu khẩn rồi quý Quan sư phụ, hôm nay nghỉ chưa có phú yêu lắm mà trung yêu hay là chưa yêu?
你得了对什么病？你病以后，服重药还是吃西药？那用那对。台我不同意，还是脱考试吧？采访，记者采访是我。玩具、道具、片剂、重剂还是注射器？哎，我都变都高哎，都个变粘还是都薄还是垫吧？来，这么烂。注射剂，注射器，丸剂、膏剂、片剂、中剂、注射剂，OK，继续，没有，较然后专是我业的的，声音。晕倒了。1999年，中国就有了太空蔬菜的报道。那时所谓的太空蔬菜，是指将植物种子搭载飞船飞越太空，重返地球后，再经过农业专家培育种植出的蔬菜。严格来讲，它们仍然是地球上生长的蔬菜。实验的目的是，检测种子啊，检种测子，种子经过太空失重、缺氧等特殊环境变化后，内部结构是否会发生畸变？实验证明，这种子种出的太空蔬菜的维生素含量高于普通蔬菜。对人体有益的微量元素含量，也有所提高。2015年，太空蔬菜又一次成为新闻报道的热点。这次所说的太空蔬菜与前次提到的不同，是将种子带到太空中。由生活在国际空间站的宇航员，在太空微重力环境下种植而成的，它标志着该空间站蔬菜培育试验取得了阶段性的成功，也可看作是载人飞船在前往火星的行程中。又迈出了重要一步。太空种植食材，长期而言，将能很好的解决长途太空旅行无法供给新鲜食物的难题。短期而言，能起到降低成本的作用，因为当前，每运输1公斤食物到国际空间站要花费近十人四民币，万元人民币，所以通常运输的都是运送，啊，所以通常运送的都是高热量，并能长期存放的食品，新鲜食物，尤其是蔬菜水果，非常有限。那么1999，中国đã có một cái báo cáo về trồng rau trên vũ trụ. Rau trên vũ trụ, cái mà gọi là rau trên vũ trụ ở thời điểm đó là chỉ các cái loại rau mà được mang. Các loại rau mà hạt giống cây được vận chuyển bằng phi thuyền vào vũ trụ, sau đó thì lại mang về trái đất, được trồng và chăm sóc, được các chuyên gia nông nghiệp trồng và chăm sóc. Nói một cách nghiêm túc, các cái loại rau này, chúng vẫn là những cái loại rau mà sinh trưởng trên trái đất. Mục đích của thử nghiệm đó là kiểm tra và quan sát các cái loại hạt trải qua
sau khi trải qua các cái sự thay đổi môi trường khác nhau, sự thay đổi môi trường đặc biệt khác nhau, như Hay là không sử dụng tức là cái mất trọng lượng trong không không trong phải ở không đằng khí này đúng đó, sau này thừa xu hoàn chỉnh bên qua khẩu dịch cái đấy trước, ví không? dụ sau khi trải qua những cái sự thay đổi môi trường đặc biệt như là mất trọng lượng trong vũ trụ hay là thiếu dưỡng khí, thì cái kết cấu nội bộ có thay đổi lớn hay không. Thực tế đã chứng minh rằng các cái hạt cái hàm lượng vitamin của rau trồng trong vũ trụ cái hàm lượng vitamin của rau trồng trong vũ trụ bằng các loại hạt thì cao hơn so với rau thông thường, và cái hàm lượng nguyên tố vi lượng có lợi cho sức khỏe của con người cũng cao hơn, cũng vì thế mà cao hơn. Cái loại rau vũ trụ vào năm 2015 một lần nữa lại trở thành chủ đề nóng trong các bản tin thời sự. Cái loại rau trồng trong vũ trụ được nhắc đến lần này thì không giống với các loại rau trồng trong vũ trụ được nhắc đến trước đó. Đó là được mang các cái hạt mầm được mang vào trong vũ trụ. Các phi hành gia sống ở các phi hành gia ở trong các cái trạm vũ trụ quốc tế sống ở trong các trạm vũ trụ quốc tế đã trồng trong cái điều kiện mà trong cái môi trường vi trọng lượng. Chúng đã đánh dấu một cái chúng đã đánh dấu một cái thành công bước đầu trong việc thử nghiệm chăm sóc thử nghiệm trồng rau trên trạm vũ trụ, cũng được coi là bước quan trọng, thực hiện bước quan trọng, cũng được coi là thực hiện một bước quan trọng đầu tiên trong hành trình phi thuyền không người lái đến sao Hỏa. Của chị Khung thai trùng chữ sứ thái là không người trong lái đâu, chạy rắn rồi có người lái có người lái quên chứ. đấy phi thuyền có người lái đến sao Hỏa. rắn phi chuẩn. Cái là khung thai trong vũ trụ mà trồng rau ấy, trồng thực phẩm ạ. Sứ trái là thực phẩm đúng không thầy? Thực phẩm, đồ ăn. Ở trong vũ trụ mà trồng thực phẩm lâu dài mà nói thì sẽ có thể giải quyết được cái vấn đề khó khăn trong việc cung cấp nguồn thực phẩm tươi sống khi mà du hành trong vũ trụ một thời gian dài. Trước mắt mà nói thì có thể có tác dụng giảm chi phí. Bởi vì là thời điểm đó, mỗi khi vận chuyển 1 kg thực phẩm đến trạm vũ trụ, lên đến trạm vũ trụ thì cần phải bỏ ra chi phí 140.000 nhân dân tệ. Vì vậy mà những cái thức ăn, những cái thực phẩm mà thường xuyên được vận chuyển thì đều là có những cái hàm lượng calo cao và được có thể lưu trữ, có thể giữ trữ lâu dài. Còn những cái thực phẩm mà tươi sống, đặc biệt là rau xanh và hoa quả thì rất là hạn chế. Y chiếu chiếu ủ nén thải khung su chai là cái niên là chủng tử chứng tao thải khung y liếu, đó là các cái hạt mầm, các cái loại hạt đã từng có một chuyến đi đến không trung, vũ trụ. Tá chủng tử tay sang thải khung đó mô ti sư sấm mà đem cái mục đích của việc đem các hạt giống mang lên vũ trụ là gì? Quan trá thừa su hoàn chỉnh tuy chủng chủng sư thể ảnh, đó là quan sát ảnh hưởng
của môi trường đặc biệt đối với các cái loại hạt mầm. 2015, thẻ không su chai cây nên sư sớm à? Cái khái niệm về rau trồng trên vũ trụ vào năm 2015 là gì? Đó là ủy kháng nguyên giải thái không trung ủy kháng nguyên giải thái không trung chứ đó. Đó là các nhà phi hành gia đã trồng cái loại rau này ở trong vũ trụ. Cần chi cho ta khoa cây cho tao sớm à? Theo đại hội thoại thì có thể biết được điều gì? B. Phi xoán tài sứ vụ chống bẩn khẩn cao. Đó là phi thuyền thì mang theo các cái thực phẩm, cái thành phẩm, cái giá thành mà thực phẩm mà phi thuyền mang theo thì rất là cao. Hết rồi. Xin quay sự.我不喜欢，我不我喜不欢喜父亲为自己安排的生活。Tôi không thích cái cuộc sống mà bố mẹ đã sắp xếp cho tôi. Câu này sai. Nó bảo câu này sai. này đâu cũng à, Đấy, câu này thì không nói thì không không sai đâu. không 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 nói là quay mà dùng cái cẩy đúng hơn. Cái của chứ chỉ an bài cho sân của tức là sắp cái cuộc sống sắp xếp cho tôi, còn vì ai đó làm điều gì thì nó lại khác. Còn đây là một cái sự sắp Đây là xếp thì nó dùng cái sai, mình thấy là vẫn đúng. cẩy ấy. Thứ nhất nếu mà nói nhanh nhanh thì cảm giác nó vẫn đúng, nhưng mà nếu đúng từ Và quay nó phải là vì từ điều gì quay đó, thì nó nặng hơn đấy. đúng rồi, đúng rồi, tức là Đúng mình làm cái điều đó có cái mục đích là vì điều gì đó, chứ còn đây là cái cuộc sống sắp xếp thì phải là cẩy. rồi. Cho là cậy nhỉ. Có hợp lý. Ví dụ như bố mẹ sống vì con cái thì lại khác. Cô mù Quay quầy Quay khái chữ Thái khó sự. khó khó tiếng lại khác. Thế là rõ là vì, nhưng còn đây là cái cuộc sống được sắp xếp thì dùng chữ cẩy thì hợp lý hơn. Không hợp lý. Thế cái bài này đúng Chứ là mình biết đáp án rồi mình nói nó hợp lý, chứ còn nếu mà đúng mà tự nhiên mà nghe câu không? này Nói thì thì chẳng vẫn đúng. chẳng nói sai đâu. Và chẳng sai. Nhìn kỹ ra thì mình thấy. Nhưng nếu như trong khẩu ngữ giao tiếp mà một cái người mà tự nhiên người ta nói, người ta không nói chữ quầy này mà thường dùng chữ cẩy nhiều hơn, sắp xếp cho ai đó điều gì Ý tạo lẻng quang khoa phua tỏ Yê khung chuẩn sử ý khơ Liêu xin trời lua tao tỏ Trời lua tao là Đi chiếu sẵn. Cái này là cái gì đây? Một cái ánh sáng ánh sáng vạch xé Xé rách bầu trời. rách bầu trời đêm Chính xác là một Một cái cái ngôi sao băng, một cái ngôi liếu sao băng xiên như là ngôi sao băng đã rơi rơi xuống trái xuống đất. trái đất, chắc là rơi ngang qua thôi, rơi đúng thì chết lâu rồi. Chơi lùa tao tí chiếu sang thì chứ cố不了 lắm. Sự phân loạn tía trang chư chen y san băng thủy chư trụ. Cái này là chu ly trọ y trang trang cú phủ súng chí đỏ thủ lấu giữa những cái dãy núi trùng điệp thì cái nơi mà dựa vào núi bên cạnh dòng sông ấy, thì đã chu ly là Cú ly là sừng một sững, cái thổ đứng sừng thổ sững, lấu là thổ một cái thổ lầu một cái tòa nhà nhà bằng đất. một tòa nhà bằng đất cổ kính và Phục vĩ. kỳ bí đứng sừng sững hiện lên được hiện lên cái này dịch danh từ trước đứng sừng sững dịch sau nó hợp hơn nhỉ Ừ, một cái đúng rồi. tòa nhà bằng đất cổ kính hùng vĩ kỳ lạ đứng sừng sững Ừ. đa đa số tổng thể thực vật trên đời hình ở ngoại hình quay quấy nhỉ quấy nguyên trạng hình Ngoại也有hình đâu? quấy đấy à quấy tôi để là Ngoại hình nguyên trụ hình chứ. ngoại hình Nguyên quấy tròn. nguyên trụ hình từ này là quấy này À quấy ngoại quấy quấy hình quấy
外形为为圆柱形，柱形，对。也有少数植物的茎，有其他形状。Cái hình dạng của cái thân cây thực vật là đại đa số hình dạng của các cái thân cây thì trồng bằng hạt thì có hình trụ hình hình trụ tròn à hình trụ Hình trụ tròn, hình hình trụ trụ thôi. tròn, Cũng viên trụ có chiếu. số ít các cái thân cây thực vật thì có những cái hình dạng khác. Nếu quả ỉn sứ háo ú chế trữ chưa đúng y sinh bệnh, nếu như mà ăn uống không có tiết chế, không kiềm chế thì rất là dễ sinh bệnh. Na theo ao thu bu bình tỏ chỗ lũ sang bu mạng là lái lái hoảng hoảng sinh rấn là chỗ in Kiểu in. trên cái con đường gồ ghề không bằng thẳng đó thì in đầy dấu chân của những người qua lại. Đi bộ, hành nhân là đi bộ. Sinh rấn những người Chưa lẽ là xin dẫn đấy, xe cộ người đi bộ, chỉ những chú người ý qua an lại toàn. dấu chân là đi bộ rồi thế thôi. Dấu Ở, chân ở Trung Quốc đấy, có khi mình lên xe buýt đấy, những là người ngày nào mình nghe thấy một câu là chưa lẽ là xin dẫn, chỉ chú ý an toàn. Tức hiểu là các cái loại xe cộ và người đi bộ hãy chú ý an toàn. rồi. Chưa lên xính rấn à? Chưa lẽ xin dẫn, chỉ chú ý an toàn. Y Xa chưa lượng hành nhân, Vâng. Y chưa xiao nhỏ dài không trung quán xả. Trung ở. Trung ở là khu ở, khu đây là khu 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 ở. khu Khu ở ở chữ xa lụa. vị Khu trí. ở hán chuyển ở sang. Chân sư mẹ chí là một con chim bay lượn trên bầu trời. Vui vui đùa trên bầu trời à? Có Đúng lúc không? thì rơi thẳng được có lúc thì bay thẳng xuống, có lúc thì bay lượn vòng bay lên, thật là đẹp, chẳng có gì là đẹp nữa. Bán chuyện đó. Ta chen đi công sư đã chỉ về huấn khoa hiểu thừa chi đến cô sân khoa tình chen đi công sư cáo khảo hoàn chinh vệ sinh, anh ấy đề nghị cái văn hóa doanh nghiệp của công ty thì cần phải đạt một bước sâu sắc hơn, phải có bước tiến sâu sắc hơn, cũng đề nghị công ty làm tốt cái việc vệ sinh môi trường. Đâu lại sai đâu. Câu này sai đấy thầy. Tha chen đi cung sư cả chỉ cung sư lại còn chỉ e đấy thầy thầy này. Cung sư thì thôi chỉ e chứ. Chị Đúng huấn khoa. thì tất nhiên là thế để chỉ e huấn khoa thầy bỏ cung sư đi vì cung sư chỉ e thì nó là cùng nghĩa rồi. Nó xem về nghĩa rồi. Tha chen đi chỉ e huấn khoa hiểu tài chi lý của sân khoa pin chen đi cung sư thì theo mình là dùng một chữ cung sư thôi, bỏ chữ chỉ e đi nè, bởi vì đây này, hoặc là bỏ một trong hai chữ ở cái vế đầu thôi. Tha chen đi chỉ e ở cung sư đầu huấn khoa hiểu tài chi lý của sân khoa pin chen đi cung sư có hảo hoàn chỉnh vệ sinh. Lý công sư với chỉ dê là hai cái mà nó công ty với doanh nghiệp ấy. Chẳng nghĩa là văn hóa doanh nghiệp trong công ty à? Danh Đúng rồi, cái này vẫn đúng mà. văn hóa doanh nghiệp. Doanh nghiệp chính là công ty rồi thì thấy. Thì để bỏ cái công ty này đi. Cái công ty lúc đầu đi văn hóa doanh nghiệp thì thường người ta nói là chỉ dê huấn khoa. Đúng không? Người Trung Quốc người Có ta nói hai từ là chỉ che đi đây này, dê huấn khoa. có hai từ che đi, không cái đấy À đúng thế là ping thì bỏ chen đi cũng được. Bỏ chen đi thứ hai. là không là cái từ Ừ. tha thí chu, cái đầu tiên đấy, từ che đi đầu tiên đấy này. Tha thí chu cung sư tư chỉ yêu huấn khoa hiểu tại chi lý phụ sân khoa bình chen đi cung sư cáo khảo hoàn chỉnh vệ sinh. Anh đưa ra. Đúng rồi, thí chu thay từ che đi thành từ thí chu. Thế ơi, thế những cái đáp án này thì làm thế nào? Để tìm ra đáp án này nó có cái nó Từ không có đáp án không? Google. Search Google ấy thì copy cả vào nó ra gì? Nhưng con thầy có đâu, có những câu thầy có đâu có ra đâu. Thì có cái ra có cái không ra, chứ không phải cái nào nó cũng ra đâu, nó nhiều cách khác nhau. Hoặc là mình hỏi chat GPT, vâng, đúng rồi. Có nhiều cách hỏi đúng chat GPT không? Hỏi câu chat này hoặc sai là ở trên đâu, các cái diễn đàn của Trung Quốc hay hỏi, chữa nó đúng sai không, lộn. thì họ sẽ có những cái đáp án đưa ra hợp lý.
Học lý thôi, có thời gian là đánh vào thầy ạ. Đánh vào xong bắt đầu hỏi đó là trả lời. Cái Rồi, đấy là là một. ChatGPT. Cách thứ hai là hỏi người Trung Quốc mà là bạn mình, đôi khi là nó có biết được sai, có thể là cũng Không, không biết chả luôn. biết đâu mà. Đúng Cũng chẳng biết mà đâu thầy ạ. Đúng rồi, đúng. mình đã từng hỏi rồi. Sao không sao Đúng học khó thế à? Nó bảo học ấy mà. thế Học cái á, gì mà khó học thế? mà nó bảo học sâu thế. Sâu thế. Diễn gì mà sâu thế. Người Trung Quốc không phải họ ai người ta giỏi tiếng Trung đâu. Kể Kể cả cả những tiếng cái Việt từ, thế phải ạ. Cái bọn Trung những Quốc nó cụm đưa từ cho mình trong, bài tập tiếng Việt của nó học ở đại học của mình phát choáng luôn ấy. mình không hiểu sao viết gì ấy. Bài tập tiếng Việt Nói mà gì nhìn mãi, nhìn nó sắp xếp câu nhá, nó sắp mà nó sắp mấy chục, nó phải gần 20 từ nó sắp xếp thành câu. Thế thì bảo là cũng phải nhìn mới sắp xếp được chứ, không phải dễ đâu. Đấy bài tập đúng tiếng Việt rồi. đấy. Khiếp. Thực chất thì khi mình tiếng Việt của mình thì mình thực chất mình không phải là mình giỏi tiếng Việt, nó chẳng qua là từ tiếng Việt nào mình cũng đọc được, nhưng mà Vâng. có phải từ tiếng Việt nào mình cũng hiểu được đâu. Ví dụ như mình trẻ con bây giờ nó đọc một bài báo thể lưu loát, nhưng mà hỏi lại mày có hiểu có nội dung bài báo nói gì không, chưa chắc nó trả lời được đâu. Trẻ con thì nó chưa hiểu về từ thầy ạ. Có những từ mà nó đọc cả một câu chuyện nó phải hỏi cái này là như thế nào. Rồi, âm Hán Việt nó nhiều từ lẫn lộn với nhau, hiểu sao được. Người Đúng lớn mình thế thôi, đọc những cái rồi sách chuyên ngành ấy, đọc ù cái đầu chả hiểu đang nói đấy gì. ạ. Chính là cái vấn đề luôn là mình đang không hiểu ngôn ngữ để nói cái gì luôn, không phải là ấy đâu. Mình Mình cảm phải có giác mình chuyên hiểu ngành, nhất là mình mình có chuyên ngành thì mình sẽ hiểu hơn, chứ còn mình chỉ là người Việt Nam nói tiếng Việt Nam và có trình độ đại học về tiếng Việt. Đấy còn chuyên ngành thì lại phải học riêng. Có chuyên ngành nào mình hiểu thì mình sẽ hiểu hơn, còn không thì chuyên sâu thì mình học riêng. Đấy là mình đang nói tiếng Việt đấy. Thầy cũng nghĩa không? đúng rồi. Y sinh chưa quẩy ta tật chứ dê. Có thể rang bình rấn chúng bình thùng chung sổ chu lái. Bác sĩ là một cái nghề nghiệp cao cả, có thể làm cho người bệnh từ đi được thoát ra khỏi bệnh tật, Ừ, từ trong hoặc cái là nỗi đau của bệnh có tật thể làm cho phát ra. người bệnh khỏi bệnh được thế ạ. Thoát ra khỏi bệnh tật thì dịch là khỏi bệnh. Câu này sai Cái này sai này. đâu, kêu quẩy tả này sai này. Vĩ đại thì nó phải lớn lắm đấy thầy ạ. Y sinh sư sư cơ không nói chưa cơ, y sinh sư cơ quẩy ta tôi chỉ nghe. Nó phải sửa đúng không? À, Thế này đúng tự không nhiên có chữ thầy? chữ Chưa cơ quẩy đúng ta. đúng Thế cái này đâu nói, nếu mà nói thì vẫn đúng nhá. Y sinh chưa quẩy ta chứ gì? Nó thì chẳng phải phải có dấu nghỉ, phải có dấu phẩy ở đấy. vâng, nó còn phải dấu phẩy đúng không? Đúng rồi, đây không có dấu phẩy. Còn nếu mà ngắt ra nhá, y sinh chưa quẩy ta được chứ gì? Ngắt thì đúng. Không phải chứa thành sư đúng không? Đúng rồi, sư. Chi là Sư mấn là sao chính xác mà nhất. chi là mấn chi là sao mấn rau của nguyên xính hòa thán chan của bỉ chứ đỏ sợi ní lù chiêu sự treo xuế đấu đi vào cổng trường đi qua vườn hoa hình tròn đi qua bồn hoa hình tròn lại đi qua con đường xi măng thẳng tắt là đến giảng đường 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 để treo chuyện lâu. của希望每个孩子都像一粒种子,扎根在肥沃的土壤中, sinh根发芽结果. Tôi hy vọng mỗi đứa bé đều giống như là một hạt mầm bám rễ vào trong đất màu mỡ, mọc rễ, nảy mầm, đơm hoa kết quả, đơm hoa kết trái. Đây, phải giải chữa quả. Xuân theo lại là liễu su thủ chu tiễn tiễn nân giá xiang sư xiang sư giáo trở yêu si yêu trắng đờ ta bèn sự hoan đến xuân đỏ tao lái mùa xuân đến rồi những cây liễu nhú ra những trời non giống như là đung đưa bím tóc vừa mỏng vừa dài chào đón gió xuân à chào đón mùa xuân đến. Rồi, mua xuân đến. Rồi, nhìn xuân tôi tạo lại. Thế nào? Thôi bài này ngủ xong học rồi ạ.